những cái tình huống đầu tiên của các cầu thủ tuyên truyền là những người đã có những tình huống có nguy hiểm về phía trung thành các thủ thành viên các bạn. Bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn đứng trong khung thành là thủ môn số 1 Trần Thía, số 20 Nguyễn Trung, số 4 Trần Tín, số 22, số 16, số 11 Xuân Hiếu, số 6 Văn Tiến, số 2 Quốc Huy và số 22 Duy Nhất. Để với tâm sinh Ngọc Lưu không được. Rất thú vị lấy tên của hai ông đầu ghép vào. Trong khi đó thì đội bóng khách sạn Quỳnh Hương là đội bóng được tài trợ bởi hệ thống khách sạn Quỳnh Hương. Nếu như quý vị các bạn đi thì chúng ta đang rất sức khỏe của trung vệ Minh Tâm. Những cầu thủ tiếp thương không được rất tiếc với nhiều bóng vẫn còn trong sân cầu thủ tiếp thương. Một mình anh tỏ ra đơn độc trong nhà phòng xây của hai hậu vệ đội tiên trường. Tuy nhiên thì Nguyễn Trung đã vào bóng đi không được vâng như vậy thì trọng tài đã chỉ tay vào chấm 3-7 mét. Một tình huống penalty cho các cầu thủ. Văn Thành tăng bóng. Ngọc Lưu. Tầm được. Văn Tiến đã cướp được bóng. Minh Tâm tiếp tục lừa đường giả bóng tâm sự trong khi đó thì chưa hàng tâm Trung Hoa là một chồng tiền đạo tỏ ra cực kỳ nhạy bén. Vâng như vậy tình huống pha bóng rất sức khỏe của Tâm Sĩ. Trận đấu đang hiệp thi đấu thứ nhất đang trôi về những phút thi đấu thủ khách sạn của Dung. Không được sút đi sút không vào rất tiếc ngay sau tình huống sút. Ngọc Lưu, không phải Trung Hoài. Mạnh Nhấn. Minh Tâm. Và tình huống mình cũng có lực thi đấu để hạn chế bàn thua và hạn chế tỷ số.
để có thể hy vọng vào những trận đấu tiếp theo. Thái Bình chúng ta không được. Thủ môn Hải Kiều đã xếp góc trong tình huống vừa rồi. Ngoài sân thì chúng tôi đã thấy ban huấn luyện của các thủ Kiên Trường đang có những sự thay đổi cầu thủ để nhằm giữ sức cho các trụ cột của mình trong những trận đấu tiếp theo. Ngọc Lưu chúng ta có thể thấy anh thi đấu rất thong dong. Tuy nhiên thì những đường truyền của Ngọc Lưu có độ sát thương rất cao. Chí Tín tiếp tục là Ngọc Lưu. Các cầu thủ Kiên Trường vâng, như vậy thì đội thay cho số 5 Mạnh Nhẫn. Ngọc Lưu chúng ta có thể thấy anh thi đấu rất thong dong. Tuy nhiên thì những đường truyền của Ngọc Lưu có độ sát thương rất cao. Chí Tín tiếp tục là Ngọc Lưu. Các cầu thủ Kiên Trường nhanh chóng đưa bóng vào sân. Văn Thông. Một tình huống tung bóng của Xuân Hà. Văn Thông không được. Một tình huống truyền bóng của Tấn Sĩ không được nghi. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Nguyễn Hoàng rất tốt. Vâng, ngay sau khi tình huống cổ lá cơ hội 10-10 của tiền đạo Tấn Hiệp mới vào sân thanh người thì trọng tài đã đổi cờ kết thúc trận đấu giữa các thủ Kiên Trường và khách sạn Quỳnh Hương. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là bao cho cắm trong vòng cấm của đội Kiên Trường. Do đó thì những đường bóng câu đánh vào vòng cấm địa của đội Kiên Trường được các thủ Quỳnh Hương áp dụng rất nhiều. Nguyễn Hoàng